Hoa hậu Hehene vừa có bài đăng khiến cõi mạng xôn xao, lên tiếng về tin đồn bị đàn chị siêu mẫu Thanh Hằng chèn ép trên sàn diễn tại show của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Tâm thư dài khiến nhiều người vỡ lẽ sự thật phía sau. Vốn được ưu ái gọi là chị đại của làng mẫu Việt, mỗi lần Thanh Hằng đổ bộ sàn thời trang đều giật mọi spotlight. Vì nhất cử nhất động đều bị chú ý, nên không ít lần Thanh Hằng dính vào những tranh cãi thái độ, hành động nghi lấn lướt chèn ép đàn em. Mới đây nhất, bà xã nhạc trưởng Nhật Minh bị soi cố tình bước nhanh, bỏ lại Hehene ở phía sau khi chào kết show thời trang. Theo như tập duyệt trước đó, ba người đẹp Hehene, Thanh Hằng và Lan Khuê sẽ bước đi ngang hàng cùng với nhà thiết kế. Tuy nhiên khi sự kiện diễn ra thì Thanh Hằng và Lan Khuê cùng nắm tay nhà thiết kế bước lên, còn Hehene bị bỏ lại phía sau. Ngay lập tức cư dân mạng cho rằng Thanh Hằng đã catwalk với tốc độ nhanh hơn, chèn ép và không muốn ngang hàng với Hehene. Trưa 16 tháng 10, trên trang cá nhân, Hehene đã đưa ra phản hồi chính thức về sự cố xảy ra trong màn chào kết này. Cô khẳng định việc đi chậm hơn các người mẫu khác là do sự cố cá nhân, không liên quan đến bất kỳ hành động chèn ép nào từ phía Thanh Hằng hay ban tổ chức. Diễn show có vài sự cố là chuyện khó tránh khỏi. Tôi gặp sự cố cá nhân nên đi chậm nhịp hơn so với các chị, và đó cũng là bài học của tôi trên sàn diễn. Hehene chia sẻ, cô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những góp ý tích cực từ khán giả và mong muốn mọi người thấu hiểu, tránh những hiểu lầm không đáng có. Nói về mối quan hệ giữa Hehene và Thanh Hằng, người đẹp chia sẻ, cô luôn xem Thanh Hằng là một người thầy. Nàng hậu viết, chị Thanh Hằng từng là giám khảo trong cuộc thi Việt Nam Next Top Model năm đó mà Hen dự thi. Và trong thâm tâm Hen, lúc nào thầy cũng là thầy. Chị Thanh Hằng và Hen cũng đã trình diễn chung với nhau trong nhiều show diễn. Và Hen rất trân trọng những khoảnh khắc trọn vẹn với thời trang. Hen hy vọng mọi người cùng thấu hiểu và tránh những hiểu lầm không hay. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp và không vấn đề gì cả. Phát ngôn của Hehene đã phần nào làm rõ tình huống đã xảy ra. Cô hy vọng sự việc không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các người mẫu cũng như hình ảnh của show diễn. Hiện tại, phía Thanh Hằng và ban tổ chức show diễn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về sự việc này. Trong sự nghiệp, Thanh Hằng cũng đã nhiều lần vướng ồn ào liên quan đến chuyện chào kết. Vào tháng 3 năm 2021, Thanh Hằng và Hoàng Thùy cùng xuất hiện trong một buổi trình diễn thời trang. Ban đầu, vị trí vedette là của Thanh Hằng, còn first face được trao cho Hoàng Thùy. Theo quy tắc thông thường, người đảm nhận vị trí vedette sẽ cùng nhà thiết kế xuất hiện để chào kết. Thế nhưng tại chương trình hôm đó, cả Hoàng Thùy và Thanh Hằng cùng dựa vào vai nhà thiết kế, cưỡi xe mua trần bon bon trên đường phố, khiến nhiều người bàn tán. Đáng nói là khi đó thái độ của Thanh Hằng cũng không mấy vui vẻ. Về fashion show của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, hoa hậu Hehene mở màn show diễn với thiết kế tua rua ấn tượng, đồng thời trình diễn chiếc váy đỏ cầu kỳ ở gần cuối show. Thanh Hằng giữ vai trò vedette cho show diễn, diện bộ đầm màu vàng kim với khối lượng lên đến 15kg. Thiết kế được Đỗ Mạnh Cường tạo form ấn tượng theo cấu trúc bất đối xứng. Hoa hậu Khánh Vân, hoa hậu Ngọc Châu, siêu mẫu Minh Tú, á hậu Vũ Thúy Quỳnh, á hậu Quỳnh Anh, người đẹp Hà Kino đều trình diễn hai thiết kế trong bộ sưu tập. Càng về cuối các thiết kế càng ấn tượng, đôi khi gây khó cho người trình diễn, nhưng họ đều có những sải bước ấn tượng chinh phục công chúng.